Để mình hỏi sao ra ông có hại mắt đấy con ạ. Kệ con mẹ ơi. Nào ăn tiếp đi. Xúc xích ngon quá. Vừa chơi game vừa ăn thì không có gì sướng bằng. Mẹ ơi, em đi mất tích rồi. Cái gì cơ? Con trông em kiểu gì mà lại để nó mất tích thế? Con lại chơi điện thoại nên không thấy em đâu nữa rồi. Lại đến giờ mình phải đi học rồi. Nhưng mà mình vẫn buồn ngủ quá. Làm cách nào để mình không thể nào buồn ngủ nhỉ? À, mình nghĩ ra rồi. Đó chính là chơi game. Yeah. Linh ơi. Dậy đi con, đến giờ đi học rồi. Dậy đi nha. Đừng có để mẹ lên lông cổ dậy đấy. Phải đi học, nhưng mà trên đường đi học mình sẽ phải tranh thủ làm một trận nữa. Yeah. Cái cửa đằng kia này, mày dám động vào đầu tao à? Mày nhớ là tao ấy. Vừa đi học về mệt quá. Bây giờ mình phải tranh thủ làm một trận game mới được. Mẹ ơi, con đi học về rồi. Mẹ nấu đồ ăn chuẩn bị cho con ăn đi, con đói lắm. Mình về rồi đây hả con? Đợi mẹ một chút nha. Mẹ ăn nấu rồi. Linh ơi, chúc xích kín rồi con ơi. Yeah. Con gái ơi, chúc xích của con đây này. Con ăn đi. Thôi mẹ ơi, con đang bận chơi game. Hay là mẹ bón cho con ăn đi. Con gái ạ, con suốt ngày con nghiện điện thoại chơi game thế này. Con bỏ điện thoại xuống, tranh thủ ăn một lúc thôi là xong rồi. Con đi học về mẹ, con phải được giải trí không? Mẹ bón cho con đi. Thôi được rồi, để mẹ bón cho con nhá. Nào, há miệng ra con. Để điện thoại sao ra không có há mắt đấy con ạ. Kệ con mẹ ơi. Nào ăn tiếp đi. Xúc xích ngon quá. Vừa chơi đẹp vừa ăn thì không có gì sướng bằng. Hey, nay đi học có vui không con? Vui lắm mẹ. Ở lớp con là đứa nào cũng cầm điện thoại lên chơi mẹ. Trẻ con thời hiện đại bây giờ nó tất thế à? Lúc nào cũng thấy nó cầm điện thoại 24/24. Đúng rồi mẹ. Bây giờ bọn con nha, không thể nào mà sống thiếu điện thoại được đâu mẹ. Thôi, ăn luôn đi con. Để mẹ con đi làm việc. Thôi, ở đây nhá, để mẹ đi nấu cơm đây. Vâng ạ.
con ở nhà trong nhà nhá, để mẹ đi ra đồng mẹ làm đồng nhá. Cái gì mẹ? Mẹ đi làm đồng à? Vâng vâng, để con ở nhà trong nhà cho. Đấy, ở nhà ngoan nhá. Để mẹ ra đồng mẹ đi làm đây. Vâng. Mẹ đi rồi, điện thoại đâu? Điện thoại đâu rồi để con chơi yên? Điện thoại đâu rồi? Để con chơi game. Điện thoại ơi. À, đây rồi, điện thoại mẹ sao để đây. Nào, tiến lên, bắn đi. Úi giời ơi, lại thua. Em biết dạy chị con đang đánh nhau. Sao suốt ngày chị cắm mặt vào cái điện thoại đây? Đi ra chơi búp bê với em đi. Em đi ra chỗ kia đi. Em biết cái gì? Vương víu, chị đang bắn nhau giờ. Em tự nhiên vào ấy. Linh ơi, Chi ơi, mẹ có quà cho hai đứa nè. Mẹ về chị Linh ạ. Kệ mẹ, mẹ về việc của mẹ, còn chị đang chơi game mà. Nhưng mà là mẹ đấy. Ôi cái gì mẹ á? Ôi mẹ về. Chú con chào mẹ ạ. Yeah. Hai đứa con gái của mẹ ngoan thế á. Mẹ có quà cho hai đứa này, thích không? Ôi trà sữa mẹ, con thích lắm. Chưa đây mẹ phải đi lên tỉnh có việc rồi. Các con ở nhà thì Linh có trách nhiệm là trông em nhá. Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm. Ngoan lắm, hai đứa. Thôi đây, trà sữa của hai đứa đây. Con xin. Thôi mẹ đi nhá. Bye bye, con chào mẹ. Úi dồi ôi, trưa nay mẹ đi vắng rồi. Thôi, chị phải đi tìm cái điện thoại đây. Bye bye chị. Mẹ cứ đi cái là chị cắm đầu cái điện thoại. Mẹ bảo chị trông mình mà. Chị nói bảo là trông mình nhưng mà chị có trông đâu. Bây giờ mình sẽ phải giả vờ bị mất tích để cho chị đi tìm. Từ lần sau chị không dám chơi điện thoại nữa. Yeah. Đây rồi, bây giờ mình sẽ trốn vào cái tổ này cho chị Ly không bao giờ tìm thấy được nhá. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ trốn trong này để chị tưởng là mình bị mất tích. Bye bye. Chị ơi, chị đi xuống ăn xúc xích đi. Chi đi xuống ăn xúc xích đi. Ơi nó đâu rồi nhở? Gọi nó mãi mà nó chả thưa mình gì cả. Chi ơi, Chi. Nó trốn đâu nhở? Trong đây cũng chả có. Để nó mất tích thế. Con mải chơi điện thoại nên không thấy em đâu nữa rồi. Ôi dồi ôi, mẹ đã dặn là phải ở nhà trông em rồi. Thế cứ cắm mặt vào cái điện thoại ấy hả? Mẹ ơi, bây giờ làm nào giờ mẹ? Hay là bây giờ phải báo công an? Hình như mẹ về sao ấy. Mình phải chạy xuống đây thôi. Thế con tìm em chưa? Con tìm rồi nhưng không thấy em. Nào đây, tại con đấy, cắm mắt được điện thoại ấy.
Chị em đây, sao con lại bảo là mất tích? Ờ chị, em trốn ở đâu mà chị không tìm thấy em thế? Nãy giờ em trốn ở trên tủ quần áo ấy. À, để nhá, cho chị hoảng sợ vì cái tội không trông em. Đấy, hôm nay là em còn trốn để dọa con đấy nhá. Nếu mà nó bị bắt cóc thật thì làm sao? Con biết lỗi rồi mẹ ạ. Tại vì con hay nghỉ điện thoại là con không trông em. Từ nay con sẽ hứa con sẽ không động vào điện thoại nữa đâu. Con hối hận lắm rồi. Thôi, từ lần sau con không được sử dụng điện thoại nữa. Sử dụng điện thoại nhiều à, hư lắm đấy. Linh lần sau nhớ phải rút kinh nghiệm nữa chưa? Vâng, từ nay về sau con không động đến điện thoại nữa đâu. Các bạn ơi, các bạn hạn chế sử dụng điện thoại nhé, đừng có như tố.